Guys, cô chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ làm thêm một đề khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng Anh nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm câu 1, 2, 3, 4. Các em comment đáp án cho cô câu 1 nào. Chúng ta đọc là fake, game và sale. Nó đều là âm A, chỉ có B các bạn đọc là mock. Nó là âm A dài, mock. Đúng không? Còn lại thì đều là âm A. Tiếp câu số 2, castle, đó, candy, carrot đều là âm K. Chỉ có đáp án C, chúng ta đọc là center. Nào, câu 2 các em sẽ chọn là C. Tiếp theo sang câu số 3, các em sẽ đọc là behave. Âm thứ hai, do âm thứ hai là âm đôi này. Rồi B chúng ta đọc là follow. Đó, nhiều bạn đọc là follow là không đúng, chúng ta sẽ nói là follow. Nhấn âm 1 nhỉ. Prepare nhấn âm 2 và remove cũng nhấn âm 2. Vậy nên câu số 3 chúng ta sẽ chọn follow. Câu số 4, manager nhấn âm 1, allowance. Đó, allow nhấn âm 2 thì allowance vẫn nhấn âm 2. Tương tự với commit, đúng không? Commitment. Performance nhấn âm số 2. Vậy nên câu số 4 chúng ta sẽ chọn manager. Đó, với trọng âm thì ngoài nguyên tắc ra, chúng ta còn chú ý yêu cô là những cái từ nó không theo nguyên tắc thì các em phải học thuộc. Đó, nên là khi chúng ta học từ mới thì các bạn nhớ ghi phát âm và trọng âm của từ ra nhé. Cô thấy Thúy Hiền chọn đúng rồi, Đức Khánh chính xác. Huỳnh Phát câu số 5 đã chọn được đáp án A. Các em nhìn vào câu số 5, dấu hiệu nhận biết ở đây là chúng ta có từ since, đúng không? Đi với thì hiện tại hoàn thành. Kể từ khi Tuấn Ngọc đoạt giải Miss World Việt Nam thì anh ta nhận được rất nhiều lời mời từ các cái thương hiệu hàng đầu. Yeah. Đi với thì hiện tại hoàn thành nên các bạn sẽ nói là has received. Câu số 6, câu hỏi đuôi. Was thì chúng ta lấy chính cái từ was làm câu hỏi đuôi là wasn't she, đúng không ạ? Khẳng định thành phủ định. Câu số 7, các em nhìn lướt thật nhanh thì đây chính là dạng so sánh càng càng. Báo cáo càng chi tiết thì cái mục tiêu của dự án càng rõ ràng. Đó, so sánh càng càng thì mình sẽ so sánh hơn, hai vế the đi với so sánh hơn và vế sau cũng the so sánh hơn. Câu số 7, chị gái của tôi quyết định hoãn. Trì hoãn, chúng ta có từ delay. Delay nó sẽ đi với verb ing nhỉ. Trì hoãn bắt đầu làm gì đó, starting to work on, bắt đầu thực hiện dự án của mình cho đến khi cô ấy cảm thấy được truyền cảm hứng. Vậy nên câu số 8, những bạn chọn đáp án C là đúng. Cô thấy Ngọc Phúc chọn đúng rồi, Huỳnh Phát chính xác. Bây giờ chúng ta sang câu số 9 nhỉ. Câu số 9, the new fashion trend quickly with teens becoming hottest style of the season. Câu này chúng ta đang thiếu một cái động từ. Câu số 9 nói về cái xu hướng thời trang mới thì nó nhanh chóng được các bạn thanh thiếu niên yêu thích, đúng không? Đón nhận và trở thành một trong những cái trở thành cái phong cách mà hottest nó được yêu thích nhất của cái mùa này. Thì các bạn có từ catch on. Chúng ta sẽ ghi cái dạng nguyên thể của nó nhé. Catch on ở đây mình sẽ dịch với nghĩa là become popular. Đó, catch on còn mang nghĩa là understand, là hiểu. Vậy nên nó có hai nghĩa. Tiếp theo cô có từ catch up thì hay đi với with. Đó, catch up with đúng không? Hoặc là keep pace with, tức là theo kịp, đuổi kịp. Tiếp đáp án C cô có từ catch out, tức là surprise somebody, làm cho ai đó ngạc nhiên. Còn chúng ta sẽ không thấy cái từ catch up, chỉ có carry up thôi. Carry up này, take up nó thì mang nghĩa là thành công. Thuận Lâm bảo là ai cũng bị lừa giống mình là up with thế hả? Câu số 9 chúng ta sẽ phải chọn đáp án là A đúng không? Và nhiều bạn chọn sang là đáp án B hả? Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang câu số 10 và câu 11 nhỉ? Câu 10, câu 11 là dạng về quảng cáo. Ở đây người ta sẽ quảng cáo về một cái tạp chí, Trendsetter Magazine, quảng cáo về một tạp chí. Thì họ hỏi là are you passionate about? Đó, bạn có thích, bạn có đam mê cập nhật. Đó, staying updated, cập nhật những cái xu hướng mới nhất với cái hiểu biết mới nhất hay không, thì không cần phải tìm đâu xa ngoài cái tạp chí này là một cái nguồn thông tin, đúng không? Go to source for engaging content expert opinion. Đó, tức là rất là đáng tin cậy với các ý kiến của chuyên gia. Và chúng tôi sẽ mang đến cho bạn cái gì? Cái tạp chí thì rất là nổi tiếng, renowned for. Chúng ta có cái cụm từ renowned for. Đó, các bạn ghi vào. Ở đây cụm từ đầu tiên mình học đó là be passionate about. Đó, đam mê, cụm từ thứ hai là renowned for. Nó giống như là well known ấy, nổi tiếng về cái gì? Đấy chưa? Nổi tiếng với các cái bài phân tích chuyên sâu bao gồm nhiều chủ đề từ thời trang cho đến công nghệ. Tiếp theo là mỗi vấn đề thì được xây dựng với sự đóng góp từ các cái leader, các nhà lãnh đạo trong ngành, người mà có hiểu biết sâu sắc được đánh giá cao. Thì ở đây câu số 10, các bạn thấy cái từ insights là một danh từ, đúng không ạ? Insights là một danh từ, thế nên chúng ta sẽ phải chọn whose để chỉ cái sở hữu. Insights chúng ta sẽ hiểu nó giống như là từ understanding, đó là cái sự hiểu biết, người mà có cái sự hiểu biết, đúng không? Sâu sắc. Tiếp theo tạp chí của chúng tôi thì có tự thiết kế được không ạ? Tạp chí thì chúng ta thấy nó không thể tự thiết kế được. Và trong câu đang thiếu một cái động từ chính,
Và động từ này sẽ chia ở dạng bị động, nên đáp án đúng sẽ là đáp án C. Đó, tạp chí thì được thiết kế để thu hút người đọc, từ captivate, ở đây nó giống như từ attract, thu hút người đọc bằng cái gì, đúng không? Thế nên câu 11 chúng ta sẽ chọn đáp án C. Đức Khánh và Cẩm Tú chọn đúng rồi. Tiếp theo chúng ta sang câu số 12, don't miss out. Thì câu 12 là một dạng câu hỏi liên quan đến collocation. Chúng ta sẽ nói là miss out on something. Đó, tức là bỏ lỡ điều gì. Đừng có bỏ lỡ những cái cập nhật và xu hướng mới nhất đăng ký trên cái trendsetter. Ngày hôm nay thì đây là một cụm cố định nhá. Nên câu số 12 chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là đáp án A. Ok chưa? Đó, các bạn sẽ chọn đáp án A nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ sang một cái bài quảng cáo nữa. Câu 13, 14, 15. Các bạn thấy là chúng ta làm những câu đấy cũng rất nhẹ nhàng ha. Sang đoạn sau thì người ta nói exciting update, cập nhật hấp dẫn đúng không? Về cái face ID recognition, nhận dạng khuôn mặt đây. Đấy, nhận dạng khuôn mặt để điểm danh, tức là bây giờ sẽ điểm danh bằng cách là nhận dạng khuôn mặt. Chúng tôi rất vui mừng khi thông báo rằng câu số 13 các bạn thấy là be excited to, thì theo sau cái từ to này nó phải là một verb nguyên thể. Đó, thì announce verb nguyên thể đáp án A là cái trường trung học Trần Phú này thì đang giới thiệu cái hệ thống nhận diện gương mặt để khiến cho việc điểm danh trở nên dễ dàng hơn và hiệu quả hơn. Và cái key, những cái lợi ích của cái nhận diện khuôn mặt ở đây là gì? Là không còn phải đăng nhập một cách thủ công manually, tức là thủ công, hay là phải xếp hàng chờ đợi, chỉ cần nhìn vào cái máy quét nhận diện gương mặt thôi là bạn đã hoàn tất. Và cái hệ thống này thì nó sẽ làm giảm thiểu những cái sai sót khi điểm danh và giữ cho cái hồ sơ điểm danh một cách chính xác. Và cái công nghệ nhận diện gương mặt này thì is cái gì đấy, một cái tính từ. Đó, một cái tính từ để miêu tả cái công nghệ nhận diện khuôn mặt và khiến cho các cái thông tin của học sinh được an toàn. Đó thì sẽ là bảo mật và an toàn đúng không ạ? Thì cái tính từ ở đây nó sẽ là secure. Secure chúng ta sẽ dịch là bảo mật. Còn từ drastic tức là quyết liệt. Đó, drastic, ví dụ mình sẽ nói là take drastic measures to do something, tức là thực hiện các cái biện pháp quyết liệt. Thì đây là công nghệ thì không thể là quyết liệt được, không thể là immense. Immense mình sẽ dịch là vô cùng, là to lớn, nó cũng không phù hợp về nghĩa. Hay là từ genuine mang nghĩa là thật, đó là chính thống, là nguyên chất thì nó cũng không phù hợp về nghĩa. Mình đang nói về một cái hệ thống nó safe, đấy, nó an toàn thì nó phải secure, nó bảo mật. Và nó hoạt động như thế nào ạ? Chúng tôi sẽ scan cái gương mặt và everyday thì chỉ cần nhìn vào cái máy scan này thôi, ở gì, at the entrance đúng không? Ở cái lối vào. Chúng ta có cái cụm cố định đó là at the entrance. Đó, of something. Và các bạn sẽ luôn dùng cái mạo từ the này đi với các cái cụm từ mà chỉ về nơi chốn đúng không? In the middle of nó hay là at the entrance of, nó sẽ là the. Cô thấy Đức Khánh chọn đáp án C chính xác. Các em sang câu số 16. Thì vừa với dạng câu hỏi như là câu số 16 về sắp xếp, chúng ta sẽ chú ý yêu cô. Đầu tiên là mình sẽ cần một cái topic sentence, một cái câu phát biểu đúng không? Chủ đề. Đó, cái bài này nói về cái gì? Tiếp theo là sẽ đầu tiên là đó, thứ hai là, thì theo sau đầu tiên là, thứ hai là người ta sẽ đưa ra các cái câu mở rộng như là additionally, đó, moreover chẳng hạn. Rồi cuối cùng mới đến gì? Lastly. Vậy câu số 16 các bạn nhìn thấy ABCD, người ta đã cho chúng ta đáp án B là dạng câu hỏi về topic sentence. Thì các bạn sẽ dịch đáp án B là du lịch đến một cái địa điểm xa xôi. Thì nó mang lại một số lợi ích chẳng hạn như là việc tiếp xúc với môi trường mới và các cái trải nghiệm mới. Thì đây chính là topic sentence. Đúng không? Nó đề cập đến cái benefits khi mà đi du lịch xa. Thì cái benefits thứ nhất đó chính là traveling. Nó sẽ làm giàu thêm đó, cái trải nghiệm phong phú và sự phát triển cá nhân. Thì chúng ta theo đúng thứ tự đúng không? Thì đây thứ nhất, thứ hai thêm vào đó. Thì các bạn sẽ chọn đáp án đúng là đáp án A. Cô thấy Lý Phúc Dương chọn chính xác. Đó, về nhà chúng ta sẽ dịch thêm các cái câu còn lại. Và bây giờ thì mình sẽ chỉ sắp xếp thôi. Câu số 17, ABCD người ta đã cho chúng ta cái câu topic sentence là đáp án C. Ngày hôm nay tớ sẽ chỉ cho bạn cách để balance your diet. Đó, balance your diet tức là ăn một cái chế độ ăn cân bằng, đúng không? Cân bằng chế độ ăn uống để có một cái cuộc sống khỏe mạnh hơn. Thì bây giờ balance your diet như thế nào? Thì người ta sẽ chỉ ra thứ nhất là điều quan trọng cần phải hiểu được các thành phần cơ bản của cái chế độ ăn cân bằng và chúng đóng góp cho sức khỏe của bạn như thế nào. Đó, thì chúng ta sẽ thấy firstly này, secondly này, moreover, cuối cùng mới là gì? Lastly. Nên đáp án đúng sẽ là đáp án D. Cô thấy Nhung chọn D chính xác luôn. Bây giờ chúng ta sang câu số 18 và câu 19.
Câu 18 và câu 19 là dạng câu hỏi về ngữ pháp. Và cái ngữ pháp mà từ năm 2K7 người ta cho vào cái đoạn văn thì cảm giác như là nó khó hơn rất nhiều, đúng không? So với lại người ta cho các cái câu complete sentence completion. Câu số 18, listening, nghe nhạc một cách êm dịu trước khi đi ngủ có thể mang lại nhiều lợi ích cho cả sức khỏe thể chất và tinh thần. Và một trong những cái lợi ích chính đó chính là chúng ta có cụm từ là one of the cộng với danh từ số nhiều, theo sau sẽ đi với một verb số ít. Đó, như vậy là các bạn đã được học cái cấu trúc này rồi. Cái verb số ít ở đây thì sẽ là A hoặc B. Đó, A và B thì khác nhau ở từ is và từ there. Một trong những cái ưu điểm chính của nó, của cái việc gì, của cái việc listening to music. Đó, vậy listening to music thì nó sẽ là is chứ không phải là there. Nên đáp án đúng sẽ là đáp án A. Tiếp theo là cái this relaxation, cái hiệu ứng thư giãn này còn có thể đặc biệt hữu ích đối với những cá nhân, người mà đúng không, trải qua cái cảm giác lo âu hay là gặp hay là mà cảm thấy lo lắng đúng không, sau một cái ngày dài. Thì câu 19 chúng ta sẽ chọn who experience. Còn nếu như các em chọn đáp án A thì các bạn sẽ phải rút gọn experiencing. Đó, các bạn sẽ phải rút gọn ở cái dạng gì? Chủ động thì mới đúng. Đó, và individuals là người chứ không phải là whom. Individual là người nên chúng ta sẽ không dùng which được. Nên câu 19 cô thấy Trân và Kim Xuyến chọn đáp án B là chính xác. Chúng ta sẽ sang câu 20 và câu 21. Các em nhìn vào câu số 20 là ngoài cái việc làm giảm căng thẳng thì nghe nhạc êm dịu còn giúp cải thiện giấc ngủ này. Như vậy từ đây đến đây là người ta đã xong một cái câu topic sentence đúng không? Người ta chấm và chúng ta sẽ cần một cái cụm từ để mở sang một cái câu tiếp theo. Thì như đáp án A là một cái môi trường yên tĩnh được tạo ra xong lại phải âm nhạc. Thì ở đây chúng ta thấy là để bằng cách đúng không? Bằng cách tạo ra một cái môi trường yên tĩnh thì âm nhạc sẽ giúp làm sao bạn chìm vào giấc ngủ nhanh hơn và dễ dàng hơn. Thì mình sẽ phải dịch với nghĩa là bằng cách tạo ra thì đó, nó sẽ phải là một cái dependent clause, tức là một cái mệnh đề phụ thuộc. Cô thấy Cẩm Tú câu 20 chọn đáp án A. Nếu như mà em chọn đáp án A là một cái môi trường yên tĩnh được tạo ra xong là âm nhạc có thể facilitate thì không đúng. Tại sao âm nhạc facilitate thì chính là cái việc nó create a tranquil environment. Nên là câu 20 đáp án đúng ở đây sẽ phải là đáp án C nhá, sẽ phải là đáp án C. Còn ví dụ như chúng ta chọn đáp án B thì toàn là một cái cụm danh, D thì là chỉ là một cái cụm danh từ thôi. Nên không đúng. Tiếp theo sang câu số 21, các nghiên cứu đã cho thấy rằng đó, cho thấy rằng ở đây mình thấy là nó sẽ thiếu một cái chủ ngữ và động từ. Những người mà nghe nhạc thì làm sao? Thì báo cáo, thường báo cáo. Đó, chúng ta có từ report là một cái động từ đã chia thì. Vậy nên cái mệnh ở đằng trước, cái cụm đằng trước này nó phải là một mệnh đề. Đúng không ạ? Những người, người mà nghe nhạc. Đó, people listening. Chúng ta có thể rút gọn là studies have shown that people listening, hoặc các bạn sẽ là people who listen. Nên đáp án đúng sẽ là đáp án C nhé. Bắt buộc phải có who, tại vì trong câu đã có động từ chia thì là report. À, sang cái câu này thì cô thấy các bạn làm đúng hơn rất nhiều. Bây giờ chúng ta sang câu 22. 22, hơn nữa nghe nhạc trước khi ngủ thì còn có thể tăng sản xuất melatonin, một cái loại hormone mà nó điều hòa giấc ngủ. Và cái mức melatonin cao ấy thì là sao? Thì có liên quan đến việc cải thiện giấc ngủ và sức khỏe tổng thể, đúng không? Thì có liên quan tới việc gì? Đó, thì cái câu này nó sẽ phụ thuộc vào nghĩa này. Có liên quan tới chứ không phải là cô lập, cách ly. Nó tương tự, nếu như các em chọn similar thì nó phải là improving, tại vì to ở đây là giới từ. Nó sẽ khác biệt, cũng không đúng. Tại vì nếu mà different from thì cũng phải đi với verbing. Và sau đoạn cuối này, giai đoạn cuối tóm lại thì cái việc nghe nhạc trước khi đi ngủ thì nó sẽ promote relaxation này, nó sẽ làm tăng. Các em thấy người ta sẽ liệt kê ra các cái lợi ích của cái việc nghe nhạc trước khi đi ngủ và người ta and đúng không? Thì cái từ and này nó sẽ làm sao? Nó sẽ phải song hành với những cái cụm từ đằng trước thì nó sẽ là động từ cộng tân ngữ. Thì đáp án đúng sẽ là đáp án D theo đúng thứ tự đúng không? Là affects mood và positively nó sẽ bổ nghĩa cho cái động từ affect. Cô thấy Thi Thi chọn đáp án A. Và end mood không đúng, theo sau cái từ end nó phải là một cái verb nhé. Và chúng ta sẽ cho trạng từ đứng trước. Bây giờ các bạn sẽ sang phần đọc điền.